Em ô tô Quốc Hùng xin chào anh chị em bà con. Thì hôm nay cửa hàng vừa mới về một chiếc xe Kia Morning 2011 nha anh chị em bà con. Thì đối với chiếc xe này là chiếc xe số tự động ha. Xe còn đẹp lắm anh chị em bà con ạ. Chủ xe thì rất là yêu xe nha. Rất là chăm chút chiếc xe luôn. Thì chiếc xe này thì chủ xe đã lên đồ chơi và rất là nhiều nha. Và đã lên một chìa khóa đề tự động nha anh chị em bà con. Chìa khóa này là cũng là lên xi đa tớp ha. Bây giờ em sẽ lấy cái chìa khóa nè. Đó, chìa khóa này là chìa khóa xi đa tớp đề tự động nha anh chị em bà con. Đó. Cái này nè. Mình tới gần cái là xe cửa nó sẽ tự mở nha. Đó, xe cửa nó sẽ tự mở rồi mình muốn đề thì nó tự mở ha. Đó, bây giờ mình đi xa nha ha. Nó sẽ khóa lại nha. Đó, chớp chớp đèn á. Thì bây giờ em sẽ đề cho anh chị em bà con xem á. Đó. Mình bấm lúc này nè là mình đề lên ha. Đó các bạn ha. Đó, rất là tiện ha. Thì đối với chiếc xe này chủ xe lên cái đồ xe top này cũng rất là nhiều tiền nha anh chị em bà con. Đó. Chủ xe đi xe thì cũng rất là kỹ ha. Thì mấy cái vỏ xe thì em đã kiểm tra rất là cao và rất là đẹp nha. Nó nội thất thì còn rất là ok luôn. Một xíu em sẽ quay cho anh chị em bà con mình xem và tham khảo ha. Thì đối với chiếc xe này thì Kia Morning 2011 Form Sport nè anh chị em bà con. Đó. Dòng bản đủ nha. Đó. Số tự động thì dành cho những anh chị em bà con mình ở dưới thành phố hay là những chỗ mà đông người á, mình đi số tự động thì nó cũng rất là tiện nha, không cần phải trả số đạp côn đồ ha. Còn đối với chiếc xe này thì 5 chỗ nhỏ nhỏ xinh xinh nha, thì rất là thích hợp cho các chị nè và các em nào mà mình có nhu cầu thì mình mua về để phục vụ đi chở con đi học hay là mình đi chơi hay là đi du lịch này nọ kia, thì phụ nữ đi chiếc xe này thì rất là ok rồi, không còn gì để chê nha. Thì đối với chiếc xe này thì bánh thì cái nào như cái đó ha, rất là cao và rất là mới nha. Đó, giống như trang là bánh mới nha, tại vì chủ xe nói là cũng vừa mới thay. Đó, xe thì chạy mòn một xíu là thay rồi. Đó, mâm thì cũng còn rất là đẹp nha anh chị em bà con ha. Đó, nội thì bây giờ em sẽ tiến hành quay, trước tiên là em sẽ tiến hành quay cho anh chị em bà con mình xem cái capo và cái đầu xe nó nha. Đấy. Đó. Đó, mình chỉ cần đề cái chìa khóa này thôi. Tắt cũng vậy nha anh chị em bà con. Đó, bây giờ mình tắt nè. Hình như là tắt không cần phải bấm, đi xa là nó tắt. À đúng rồi. Đó, tắt là nó không cần phải tắt nè, mình chỉ cần đi xa thôi. Nếu mà mình ở gần mình bấm tắt còn được thì mình phải vô trong xe. Đó. Nói rất là lợi ha. Thì bây giờ em sẽ tiến hành quay cho anh chị em bà con mình xem cái capo ha. Đó, cái capo thì còn còn rất là liền lạc nha anh chị em bà con ha. Nguyên zin nha. Ủa, nhìn cái capo đó nè, nhìn rất là đẹp ha, rất là liền nha. Nước sơn còn nguyên zin luôn. Đó, còn có bóng đèn thì cũng còn rất là sáng và rất là đẹp luôn anh chị em bà con ha. Đấy, cái đèn cạn của nó nè ha. Sử dụng bình thường hết nha anh chị em bà con. Đèn sáng hết nha. Đó. Rồi, cái bánh sau bên này, cái bánh bên tài cũng vậy nha, cũng còn rất là cao và rất là mới luôn ha. Đó. Anh chị em bà con mình mà có nhu cầu sử dụng mua cái xe này về chỉ cần sử dụng thôi, không cần phải làm bất cứ điều gì nữa nha. Xe rất là sạch sẽ và rất là mướt và rất là đẹp luôn. Xe bao anh chị em bà con là không có bị va chạm cứng đụng nha. Đó, không ngập nước nha. Đó, gầm của nó thì còn nguyên zin nha, còn rất là đẹp ha. Nói chung thì cái xe này số tự động gia đình người ta xài thôi anh chị em bà con,
cho nên là cũng rất là ít đi đó. Cho nên xe cũng rất là ít đi đi ha. Thì 2011 9 năm rồi thì chủ xe đi mới được có 10.000 cây thôi, thì cũng không có nhiều ha, cũng không đến nỗi nha đó. Còn mấy gạt nước đồ cũng còn rất là đẹp nữa ha. Đó, kính kính chắn gió nó anh chị mà còn đó, nhìn cũng còn rất là ok ha. Đó, đăng kiểm của nó ngày 7/21 đến ngày 21 rồi, còn xa lắm, tháng 7/21 rồi anh chị mà còn rất là xa nha. Đó, xe nước sơn zin còn nhiều lắm anh chị em bà con, nên là nhìn cái nước sơn zin là nó rất là bóng và rất là đẹp nha. Chân kiến được ấp xi ha, tay nắm cũng ấp xi luôn. Đó, cái đường viền đường chỉ của nó cũng ấp xi đồ luôn ha. Chủ xe xài rất là ok, rất là kỹ xe và rất là thương xe nha. Đó, còn ở dưới đây nè, chủ xe cũng đã lên một miếng ấp lường ở đây nha ha, để cho nó chống chạy ở trong, nhìn nó đẹp ha, cho xe nó đẹp lên. Đó, thì các bạn thấy không, có đường của nó này, rất là thẳng và rất là ok luôn ha. Có đèn xi nhan trên gương luôn nha, chiếu hậu luôn nha anh chị em bà con. Thì cái kính thì cũng đã được dán cách âm mà ha, cách nhiệt rồi ha, lộn em xin lỗi nha. Thì cũng đã được dán cách nhiệt đó, mình ở trong thì nó sẽ mát và không bị nắng chiếu vô nha. Đó, bây giờ em sẽ quay ở trong, nó là khóa tự động mà anh chị em bà con. Đó, giờ mở ha, đụng cái chìa khóa là nó mở ha. Rồi, bây giờ em sẽ quay xung chị nè, cho anh chị em bà con thấy ha, đầy đủ hết nha. Xe tuyệt đối bao anh chị em bà con mình là không bị va chạm cứng đụng nha. Nước sơn còn zin qua tầm 80% ha. Đó, gầm thì rất là ok. Đó, ba cái bon điện nè, đầy đủ hết nha anh chị em bà con. Đó, còn đầy đủ hết ha. Đó, các bạn thấy cái copy của nó không, nhìn nè, ôi trời ơi, còn như là mướt luôn, y xe mới luôn. Nó copy không bị chạy trụ nha, không bị trơn tru nha. Đó, nó còn nè, còn đường nguyên zin của nó nè, hột 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 hột, các bạn thấy đẹp không. Đó, và cái chiếc nút khóa cũng vậy nha, cũng còn rất là mới nha. Đó, xe người ta ít đi á, mình đi nhiều người ta sử dụng nhiều là nó sẽ bị chày nha, sẽ bị chày và phai mờ màu nha. Xe này không có ha, nó mang cái cặp bì rồi nữa nè, cái nào đẹp như cái đó ha, đẹp lắm. Nó xe này mà chị, nhất là những mấy bà chị hay là các chị em phụ nữ mình á, ai đang cần sử dụng á, mình mua cái dòng xe này về số tự động nữa, mình đi là nó rất là tiện nha, nó không cần phải trả số nè. Đi nhìn cái xe nhỏ nhỏ xinh xinh, phụ nữ đi rất là thích hợp và rất là dễ thương nha. Đây, đó, cái top lô các bạn thấy không, được, không có bị chày, không bị gì hết nha. Ha, chủ xe xài xe rất là kỹ và rất là thương xe ha. Đó, 2011 mà nhìn cái copy của nó, cái top lô nó rất là đẹp nha. Đó, thì chiếc xe này đã được lên một cái màn hình hành trình ở đằng sau nha. Mình lúc mình chạy xe mình nhìn ở đằng sau thôi, khỏi cần nhìn chiếu hậu, kính chiếu hậu luôn, nhìn ở đằng sau là mình thấy hết ha. Dè cũng vậy, cũng thấy luôn. Rồi ở đây cũng có màn hình dè luôn nha ha. Thì đối với chiếc xe này đã có màn hình dè cảm biến nha anh chị em bà con. Chỉ cần mình sắp chạm giống cái gì là nó sẽ báo tít 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 cho anh chị em bà con mình biết. Đó, số tự động nha. Đó, cũ số của nó nè, cũng còn rất là ok và rất là đẹp mới luôn. Đó, xe này chủ xe rất là ít đi nha, chỉ là mua về để làm công vụ, đi công sở thôi, cho nên là xe cũng đẹp lắm anh chị em bà con. Thì bây giờ em sẽ quay cái giấy tờ cho anh chị em bà con mình xem nha. Đó, góc 79 luôn nha anh chị em bà con. Kia nè, Morning ha, form sport nha, 2011 ha. Thì đối với dung tích thì là 1086, người ta gọi là 1.1 á. Thì ngày đăng kiểm là ngày 8/7/2021 nha anh chị em bà con. Thì đối với chiếc xe này thì cửa hàng đã đứng ủy quyền rồi nha. Anh chị em bà con mình nào mà có nhu cầu mua thì em sẽ ký giấy bán cho anh chị em bà con và rút hồ sơ về cho anh chị em bà con mình thôi. Thì bây giờ em sẽ quay cái chìa khóa cho anh chị em bà con nha. Đây, còn 4 chìa khóa đầy đủ nha. Ở đây em cầm một cái nữa nè ha anh chị em bà con. Đó,
một cái này. Đó, cái này, cái chìa khóa này là chìa khóa xì đa tớp nha. Đây các bạn thấy không? Đó, chủ xe đã lên chìa khóa xì đa tớp nữa ha. Đó. Vậy còn cái hai cái chìa khóa này là chìa khóa zin theo xe của nó nữa ha. Đó. Thì sau này các bạn không muốn xài cái chìa khóa xì đa tớp thì mình cũng còn có cái chìa khóa zin để sử dụng ha. Nhưng mà xì trà xài xì đa tớp thì nó sướng hơn. Tại vì cái xì đa tớp này người ta vô là cũng khẩm tiền á anh chị em bà con. Đây. Cà vẹt cho nó nha anh chị em bà con. Rồi, bây giờ em sẽ tiến hành quay cái nội thất này nọ kia cho anh chị em bà con xem nè, nóng quá. Đây. Và cái nắp đồ nè cũng còn rất là ok nha. Đó, nắp nguyên zin nha anh chị em bà con mình. Ừ. Anh chị em bà con xem và nhớ đăng ký kênh nha, đăng ký kênh và chia sẻ nha giùm em nha, tại vì để cho em mình có thể cập nhật được những chiếc xe bên cửa hàng em nhập về. Đó, mình thấy xe nào mình ưng ý thì mình liên hệ. Đó, không thì mình có thể xem và trải nghiệm cùng em nha. Nói thương em mình chia sẻ cùng giùm em để cho anh chị em bà con càng ngày càng biết tới em, để em có thể giới thiệu được những chiếc xe bên cửa hàng cho anh chị em bà con mình xem. Thì ai có nhu cầu mua thì mình mua, còn không có nhu cầu thì cùng em xem và trải nghiệm cho mình có kinh nghiệm biết được những dòng xe và giá cả thị trường ha, cũng rất là ok nha. Đây cặp bi cũng còn rất là đẹp luôn. Thì đối với cái bộ ghế da này là da đẹp nha anh chị em bà con, da xịn ha, nó còn rất là ok và rất là đẹp nha, nó cũng còn rất là đẹp ha. Rồi bây giờ em sẽ tiến hành quay về cái băng sau đó, được ấp xi nha, đó, đèn sau được ấp xi anh chị em bà con, dây cảm biến có nói nha anh chị em bà con ha, có dây cảm biến hết ha. Đây giờ em sẽ quay cái vỏ xe nè, vỏ xe đằng sau là cao không chị em bà con, nó còn quá cao luôn, sử dụng bình thường hết nha. Đó, cái mâm cũng còn rất là đẹp và rất là ok luôn anh chị em bà con ha. Đó. Còn có về xe của nó nè, còn nguyên zin 7 màu nha anh chị em bà con mình. Đó, nguyên zin 7 màu rất là đẹp luôn ha. Dàn gầm máy móc thì em đã kiểm tra vứt rất là ok nha. Đó, rất là ok. Đó, nên anh chị em bà con mình đừng có lo và yên tâm nha. Nếu mà mình đang cần sử dụng thì mình cứ liên hệ em và lên xem xe trực tiếp, mình chạy thử nè. Đó, mình chạy thử ok, xem trên xem dưới có giống như em tại hay không, rồi mình mới xác thực làm việc để xác định mua một chiếc xe ha. Đó, bon điện nè, còn nguyên zin luôn nha, nguyên zin của cửa hàng luôn, có hãng làm luôn đó, sùng chỉ bon điện đầy đủ hết nha, tuyệt đối bao anh chị em bà con mình là không có bị va chạm cứng đụng nha. Đó, xe còn đẹp lắm đó, nước sơn thì zin còn 80% nha, xe rất là chất nha, bon điện đầy đủ hết nha, không có bị lỗi lầm hay va chạm gì hết đó anh chị em bà con. Đó, những cái dòng xe này là có dành cho anh phụ nữ hoặc các anh mà mình làm công sở hay là mình chỉ phục vụ gia đình thôi, cho nên là xe nó cũng còn chất và rất là đẹp ha. Tại vì cái dòng xe số tự động là không có ai mua về để chạy dịch vụ nha, anh chị em bà con lưu ý ha, rất là ít ha. Đó, cái này cái băng sau để cho mình đi du lịch đồ, mình để quần áo ha, để bất cứ điều gì ha, bất cứ gì hết ha. Còn ở dưới đây thì là cái đội nha anh chị em bà con, đó, cái đội và bánh xe vỏ si cua ha. Đó, các bạn thấy cái chỗ đằng sau vỏ vỏ si cua nè, còn 7 màu và nhìn rất là ok và rất là đẹp ha, không có dấu hiệu mục mọt gì hết nha. Ha. Đó. Xe tuy là xe Khánh Hòa thôi nhưng mà chủ xe giữ xe rất là kỹ và rất là ok, không có dấu hiệu mục mọt và nhìn còn 7 màu nha anh chị em bà con. Đó, cái này là cam dê của nó nè ha, nói chung là xe này là có hai cam dê. Đó, có cảm biến nha, cảm biến tùm lum luôn đó, mình dê cái là sắp vai sắp chạm trong cái gì cách của thằng nửa mép là nó kêu tít 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 báo cho mình biết nè ha, nên là đi xe có đầy đủ hết, là trang bị đầy đủ hết, chủ xe rất là thương xe và trang bị đầy đủ hết rồi nha. Đó, gầm của nó cái dè nó hả, dè không có bị mục mọt hết ha. Đó, còn đối với cái gầm thì em đã kiểm tra bỏ lên
nhìn và rất là đẹp ha. Chỉ còn cái này thì nó hơi thấp thì em không thể nào em soi được hết, nhưng mà em đã bỏ lên cầu và kiểm tra rất là rõ kỹ ha, nên anh chị em bà con cứ yên tâm nha. Đây bây giờ tay tay nắm Upsi bên này cũng vậy á, tay nắm Upsi, chân kính Upsi nó có đầy đủ hết nha. Dạ, bây giờ em sẽ tiến hành vô cái nội thất để quay cho anh chị em bà con mình xem kỹ hơn chút xíu, để mình đi mua xe mình có thể thấy yên tâm hơn. Giấy tờ cũng đã thấy rồi. Rồi bây giờ nè, em sẽ bấm nổ máy nha. Mở nổ máy nha. Nóng lắm rồi. Rồi, nổ máy anh chị em bà con ơi. Đó, máy nổ ha. Mình đâu cần, mình chỉ cần bấm đồ mót thôi là máy nó sẽ nổ và máy lạnh sẽ ra và mình sẽ mát ha. Ngồi lại như ở ngoài trời nó cũng nắng lắm, cũng nóng lắm. Đây bên các bạn thấy không? Copy của nó nè. Còn rất là đẹp luôn ha. Nè. Copy của nó nè. Các bạn nếu mà dành về xe, các bạn nhìn cái copy các bạn sẽ hiểu nha. Ha. Các bạn sẽ hiểu là cái chiếc xe nó như thế nào ha. Nó rất là mới nha. Đó. Xe nói chung là ít xài nó mới được như vậy ha. Tay nắm nè, mở cửa nè, cũng còn không bị chày chỗ, không bị chày gì hết ha. Đó, copy nhìn đẹp không? Chưa. Quá mướt luôn. Rồi, em sẽ quay bên này nữa. Bên này cũng vậy ha anh chị em bà con nè, thấy không? Ui trời. Quá trời đẹp luôn. Đó. Quá trời luôn. Để em tắt cái tiếng nhỏ lại đã ha. Rồi, em tắt cái tiếng nhỏ lại cho nó mình nói chuyện cho nó dễ nghe, còn không nó ồn ào ha. Đó. Ghế thì ghế da xịn nha. Đó. Còn rất là ok và rất là đẹp. Đó, bạn thấy cái trên mui không? Trên trần này. Còn nỉ nha. Còn nguyên nỉ ha. Đó, rất là đẹp luôn. Đó, rất là đẹp luôn ha. Đây, cái miếng che nắng che mưa nè. Cũng còn rất là ok ha. Đó, có gương nè, soi lúc mình xuống xe luôn. Đó, tại vì cái dòng xe này là đa số là phụ nữ đi nhiều và đàn ông cũng vậy. Tại vì thời buổi giờ rồi, xuống xe coi cái mặt mình có bị dính cái gì hay không, hay là mình vuốt cái tóc hoặc là cho nó trang điểm thoa phấn gì đó đó, mình làm xong rồi mình đi xuống xe là đầy đủ hết ha. Đèn thì còn nha anh chị bà con nè, có đầy đủ hết. Bên này cũng vậy nha ha. Đó, cứ dừng xe lại đi ăn đám cưới anh chị bà con, cứ dừng xe lại là bên tài thì có bên tài để trang điểm, bên phụ có bên phụ để trang điểm, rất là ok và rất là đầy đủ cho anh chị em bà con mình mua một chiếc xe về sử dụng. Đó, những dòng xe này là em nói thiệt là rất là thích hợp cho phụ nữ anh, nhưng bà chị và những em có điều kiện mình mua về để phục vụ công việc đi công sở, hay là mình đi chợ, hay là chở con đi học nè, lâu lâu mình đi du lịch đồ. Cái dòng xe này đi du lịch là quá ok luôn nha anh chị em bà con ha. Nhỏ nhỏ xinh xinh đi không sợ bị kẹt xe nhiều. Có lợi mình tới tới điểm du lịch mình đậu xe mình cũng dễ đậu hơn những chiếc xe to nha. Đó. Thì còn mình phụ nữ mà mình đi xe nhỏ thì nó phải sẽ khỏe hơn là đi xe to. Đó, thì xe to thì để dành cho đàn ông. Đó, cho nên là với lại những chiếc xe này á, đi xe 4 chỗ thì nó sẽ lợi lợi xăng. Đó, dòng xe này nó dạng rất là ít xăng ha. Đó, nó không có nhiều đâu. Copy của nó các bạn thấy không? Đó. Trời ơi nhìn Đông Phước à. Đó, đường lộ lộ của nó nè, không bị dấu hiệu trơn nha, nhìn y chang cái cấp bị xe mới luôn anh chị em mà còn thấy ha, nhìn kỹ nha. Đó, một chiếc xe rất là ok. Đây các bạn thấy nè, có bô lăng của nó nè ha, có túi khí ABS đầy đủ hết nha, dòng xe này bạn đủ nha. Đó, số tự động. Đó, các bạn thấy cái bộ lăng của nó không, nhìn rất là mới và rất là đẹp luôn, nguyên luôn. Tại vì xe người ta sử dụng nhiều người ta, nó sẽ bị chày nha, sẽ trơn nha. Đó, dòng xe này nó rất là ít sử dụng ha. Thì đối với xe này thì chỉ có 100.046 cây thôi, rất là ít, 95 giờ. Đó, các bạn cảm nhận được cái chiếc xe này. Máy lạnh nè ha, máy lạnh đầy đủ hết nha. Đó, các bạn thấy không? Máy lạnh đầy đủ hết. Đó, cái này là đèn ưu tiên ha. Ừ, xi nhan nè, ha. Rồi
Bây giờ em sẽ mở đèn một xíu, mình ra mình quay cái máy rồi mình xem luôn ha. Cái này là máy lạnh nha, cái này máy lạnh mình chỉnh nha, tùy chỉnh nha, đó chỉnh trên chỉnh dưới nè, đầy đủ hết ha. Đó, cái này là quạt ha, quạt gió nè, số tự động nè ha, đó đây số nè, số dê nè ha, cái này là số mình đi ha, số 1, số 2 là cái đó là mình tăng 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 tốc tốc nha. Cái này tay nắm nè, ô tay nắm, cái tay thắng rất là đẹp luôn, còn rất là đẹp luôn ha, tay thắng. Đó, mấy cây xích beo cũng còn rất là ok. Đó, bên này cũng vậy nha, copy cũng còn mê ly nha anh chị em bà con, quá mê ly luôn chứ không phải là còn mê ly đó, quá mê ly luôn, nhìn cái copy này là thấy mê rồi. Đó, dành dịp nếu mà mình dành về xe đó, màn hình thì màn hình VCD nè, thẻ nhớ nè ha, thẻ USB nè ha, thẻ nhớ nè, thẻ gì GBC gì đó xài để nè, đủ thứ hết nha. Rồi bây giờ em sẽ em quên em quay cái này nè. Đó các bạn thấy không, đó, cái màn hình này là lúc mình chạy xe là nó sẽ mình sẽ thấy ở đằng sau ha, cho nên là mình không cần phải nhìn kính hậu luôn, mình nhìn ở đây thôi là mình thấy hết rồi. Đó, trang bị rất là đầy đủ ha. Rồi bây giờ em sẽ mở capo và quay cái máy cho anh chị em bà con mình xem nha. Anh chị em bà con nhớ xem và đăng ký kênh giùm em nha, thương em cho em lượt like và chia sẻ ha. Rồi bây giờ em sẽ quay cái capo cho anh chị em bà con mình xem nha, cái máy cho anh chị em bà con mình xem. Trước tiên mình quay cái máy thì mình quay cái capo trước nha, sùng chỉ đồ đầy đủ hết anh chị em bà con, đó không thiếu nha, đó sùng chỉ không thiếu, capo rất là sạch sẽ nha. Đó, cái ốc khóa của nó nè còn nguyên zin nha, còn không có bị chày chỗ luôn đó, đó sùng chỉ thì không thiếu phần nào hết ha, đó nhìn rất là ok, đây rất là ok luôn. Rồi bây giờ em sẽ tiến hành quay cái bình nè, bình cũng còn rất là ok nha, rất là đẹp đó, nó két nước của nó ha, đấy không có đổ hơi đâu nha, nó không có hơi hám gì hết á. Máy chạy rất là êm nha, máy chạy rất là êm, nó không có dấu hơi gì hết nha. Đó, dấu zin của nó nè, trên hàng nè, keo trên hàng đồ đầy đủ hết á anh chị em bà con, đó đầy đủ hết ha. Đó, máy rất là sạch sẽ nha, không có dầu nhớt, không có gì hết ha. Đó, các bạn mấy cái ốc đồ còn nguyên zin nè ha, nguyên zin luôn nha, còn đẹp lắm. Đây còn rất là ok đó, cái hộp điện của nó nha. Đó. Rồi rồi bây giờ em sẽ đóng nó lại và quay cái bóng đèn cho anh chị và con mình xem ha. Giờ anh chị và con mình xem nha, đó bóng đèn thì nó đầy đủ hết ha, đó đèn cạn nè, đó có đầy đủ hết. Đó, đèn cạn đồ đầy đủ hết ha. Rồi bây giờ em sẽ quay một vòng sơ lược cho anh chị em bà con xem nha. Đó, nhìn cái dáng xe đó, nhìn rất là ok và rất là đẹp ha. Thôi bây giờ em cũng đã quay xong, em cũng xin báo giá cho anh chị em bà con luôn nha, nãy giờ có thấy xe đẹp quá thì lại quên có báo giá cho anh chị bà con nữa. Thì đối với chiếc xe Kia Morning 2011 Form Sport nha, đã được lên đồ chơi xì đa top đề tự động từ xa, thì cửa hàng chào bán với anh chị em bà con mình là 218 triệu nha anh chị em bà con. Anh chị em bà con nào mà mình có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp với em ô tô Quốc Hùng để tới xem xe và chạy thử và cảm nhận được cái chiếc xe nó. Thôi bây giờ em cũng xin phép ngừng lại tại đây và chúc anh chị em bà con mình một ngày thực làm việc thật là ok và luôn vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình nha. Em xin chào anh chị em bà con và hẹn view khác em sẽ giới thiệu cho anh chị em bà con những chiếc xe bên cửa hàng ha.